Ok, thì xin chào tất cả anh em học sinh lớp 7 đã quay trở lại rồi đây. Thì hôm nay mình nào quay lại với cái chủ đề là ngủ ngoài trời. Ok. Thì hôm nay là mình cho ăn cho bể rùa cộng đồng của mình ăn. Ok. Nào, chúng ta cùng theo dõi nha. Con này mập quá anh em ơi. Ok. Thì đây là những cái thức ăn mà mình sẽ cho các bé ăn. Và đây. Bể cộng đồng đây. Và hôm nay có một thành viên mới nữa nha anh em. Đó là bé Common. Bé Common Mai Dị. Và bé này là thật sự là khi mà nuôi cộng đồng thì nó rất là hiền, nhưng mà khi mà mình cầm lên thì nó rất là dữ, mình không biết tại sao nữa. Thì đó, rùa như vậy nó sẽ không có cắn. Ok. Đấy. Rồi ok, mình sẽ cho ăn cái Ichigo này tiếp. Thì cái thức ăn này nè, nó có bổ sung thành phần rau cho các bé. Nó chừng chừng ngồi quá. Đây. Bé nào bé mai dị của anh em mai dài. Ok, mình sẽ bổ sung thêm. Hầu như là bé này mấy bé trong hồ này ăn rất là khủng. À, có bé 3G nữa nha anh em. Cái này là bé mút đông. Bé mút đông. Thì bé này là bé tai đỏ. Đây anh em có thể thấy nè, bé bị thối mai và mình đã trị xong. Đó, bé chim chương ngang. Bị dao đây. Rồi đây. Mai bị nha, mai rất là dài nha anh em. Nói chung anh em á, nếu mà nuôi cộng đồng mà có bỏ common vô á, thì anh em nên quan sát kỹ là tính của bé đó làm sao. Bé này thì rất là mập, tai chân to, to đầu dưới đó nè. Rồi, rồi đi ăn đi. Đó, có bé đi ra. Thì bé Ninja là bé mà mình đã quay clip bị nấm á. Ngày lúc trước bị rất là to và bây giờ nó lành mài rồi nha anh em. Đấy, nhỏ, rất là nhỏ là bé khỏe rồi. Quay đi. Đây là mình có bổ sung thêm Majuvi cho các bé. Thì khó lấy rồi nè. Đổ ra. Đó, bé đắt lớn. Mấy cái ngoài ngoài để có ăn hay không? Thêm Ichigon rồi. Thì thằng cu này á, ngộ cái là nó không ăn Majuvi nhiều mà nó ăn Ichigon, thích ăn có rau á. Thằng cu này nè, thằng cu common mai dài này là mít đông. Đấy, thằng quay này không lọc. Nước cũng khá là trong. Cái đỏ là cái câu mà lúc trước mình quay cái video review về cái đỏ là cái này. Nước mai đỏ. Và đây là bé mà mình cũng thích, đó là bé tay đỏ. À, nhưng mà bé này có một cái đặc điểm đây này nè. Cái mai nó bị dư á, nhưng mà nó lại đều đẹp. Rồi
chắc bị cặp lộn quá. Thôi không sao, như cộng đồng là phải chấp nhận có vụ cặp lộn. Nhưng mà đi thằng cu này nó không có táp bậy là được. Đó, nó chỉ ăn Ichigon nhiều hơn là những cái cá chép mòi rồi. Nó không phải là cá chép mồi nữa, mà đây là cá chép nuôi nè. Mà nó là độ thức ăn thừa. Nó ok luôn. Đây, đến nước đồng nè. Mình tính làm video quay về cái này. Cái này thì chỉ bị mẻ mang thôi, và từ từ nó sẽ lành thôi. Này là con đực kia. Con người nó hơi nhũn nhũn là cần lớn. Mình cung đường nó kiếm được chiêu rồi này. Này là mức ba đỏ thôi nè. Thì đây là cả nước cho ăn. Ok, thì mình sẽ quay qua cho ăn cái bé mà ở trong hồ bán tự nhiên á. Và bé này là bé mới bỏ vô nha, mình nuôi hai con chung. Nhưng mà anh em nhớ là phải bỏ vô những cái gì để ngăn cản bọn nó gặp nhau nhiều. Bọn nó gặp nhau nhiều thì cắn lộn nhiều chứ không gì. Chung là hai thằng cu cũng đồng kế nhau. Và hai thằng nó cũng không cắn lộn mà mình cũng khá là vui. Đấy, đây, đây là cái bé mà sống đầu trong đây. Đây đầu bé nó khá là nhiều luôn nha anh em. Nhìn như dây Florida vậy đấy. Mà nói chỉ là cầm mòn thôi. Cái bé này cũng ăn Ichigon. Ăn mạnh nữa rồi khác. Và cái hồ nước này là tới giờ mình vẫn chưa thay nha anh em. Là cũng 4 tháng rồi đó. 4-5 tháng chứ là chưa thay nước. Và nước cũng cực kỳ trong đấy. Chỉ có những cái này, cái bèo này nó kiểu như là nó bị văng ra thôi. Nó hay ra nè. Đấy, hai bé này cũng xây 90. Ok. Và những cái loại bèo này thì mình nuôi thêm cho rùa ăn, bổ sung rau. Ở đây trước cũng có con khác ăn rồi. Ăn thêm nữa hay gì? Hỏi nó thêm. À, thì nó mày ăn rau nha cho mình. Đây là cái máy mà mình chế lại để cho bọn nói như là trong đây mà quá tải thì nó qua đó nó ngầm. Đấy. Ok, thì video tới đây là kết thúc cho anh em. Anh em nhớ like, subscribe cho giúp mình nha.